Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây Grismark, một cái vũ khí từ siêu hiếm đã trở thành hàng free. Đấy, người ta gọi đây là lên voi xuống chó. Cái định mệnh ảo nói nhở. Hiện tại thì nó được add vào shop ring, shop clan, và các bạn có thể đổi điểm clan đổi lấy cây này. Rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ hết hiếm rồi. Thằng nào cũng cầm được thôi. Nhưng phải chăm cày ring các kiểu kìa. Kiếm tích điểm tích lũy clan thì mới nhai được cây này. Còn không thì thắm lắm. Rồi, gì đấy? Sấp mặt này. Cứ tưởng là bạn nguy hiểm cơ. Nó cầm càng cua đứng nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Cái thằng kia nó chém sấp mặt lờ. Này thì nguy hiểm này. Rồi, đây gọi người ta gọi là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi hưởng lợi. Này thì nguy hiểm. Rồi, cái định mấy. Ghét mấy thằng dao kỵ sĩ nhở. Kiếm kỵ sĩ. Đấy, phải gọi nó bằng một cái tên cực kỳ mỹ miều. Này thì nguy hiểm này. Thằng càng cua ăn hình sờ mờ lờ. Gì cơ? Ô, cái thằng này. Mình cứ tưởng nó lao lên cơ. Thế nào nó đứng lại một chỗ. Đùa bố à. Bây giờ mất gần 50 tiết rồi. Cảm giác bất an nó bắt đầu ùa về. Những gì? Gì cơ? Gì cơ? Úi dồi ôi, chém kìa. Đây. Này thì chém. Ôi, tôi xong rồi, khó ăn rồi. Thì có một cảm giác cực kỳ bất an. Ôi, chém xa thế, bịt ngay mà. Bị chém gần thế, không giết được nó là kiểu gì nó cũng chém xa hơn mình. Đấy, ảo lòi chưa? Người ta gọi là ruồi muỗi nó hưởng lợi, kinh lắm. Nên yêu cầu anh em là cầm vợt bắt muỗi, bắt hết đi. Thôi xong rồi. Hình như là có gì đó sẽ sai. Đấy, lại đứng một chỗ. Đùa. Bạn tưởng bạn đứng một chỗ mình chém hụt ư? Khó lắm. Trời ơi, con đấy nó cũng khôn anh em ạ. Tới gần nó mình kênh ấy. Mình kênh cái lúc mà nó lao đến là ăn kill của mình là vừa. Nhưng nó đến nửa đường thì nó dừng lại. Cái là cái đao của mình nó không sọc vào người nó được. Ở cây này thì cái phạm vi nó không được rộng. Này thì. Nên thực sự nó rất là khắm. Nếu mà đông người thì khó chơi, còn solo thì ok. Gì đấy, sao lại có cái thái độ bút cu như thế này. Đây. Này thì bút cu này. Bút này. À, đùa bố à. Thế mèo là skill bút cu lại có tác dụng đấy như thế. Rồi quỳ xuống và bút đi. Cứ bút thoải mái. Đây, cái thằng này. Đấy, quỳ xuống này. Ngon thì quỳ xuống bút nữa đi. Cu bố bây giờ dài rồi. Chả cần thằng nào bút nữa. Thế mèo nào. Đây. Đây. Ơn rồi. Nó đây rồi. Gì cơ? Sau lưng này double kill rồi. Này cũng sợ gì thế. Thằng này cầm càng cua hay là nắm đấm ấy. Này thì càng cua này. Ôi càng cua. Càng cua nó chơi như nắm đấm. Ui dồi, kinh thế. Bình tĩnh bạn ơi. Rách của mình. Rách của mình. Rồi xong rồi. Còn 31 tiết. Rách của mình. Ai hi hi. Này thì nguy hiểm này. Cứ đứng một chỗ thôi. Em hiểu tại sao bọn này có thể chơi một chỗ như thế này được. Lại đây. Bố này sợ mình quá. Úi dồi. Bay lên kìa. Này thì bay này. Úi dồi. Đấy cái thằng đấy lại dở trò đồi bại. Skill bút cu. Đấy. Nó đứng ngồi. Thật là VL. Cái này thì nó phạm vi nó chém hơi bị ngắn. Nên một cái điều gì đó là khắm lọ sẽ ập đến mình rồi. Đấy là điều bình thường. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục một trận nữa nhá. Một trận thì hơi ít. Gì đây? Úi dồi. Cái khẩu gì đẹp thế. QBZ03 gì. Đẹp vãi cả nồi. Rồi trận tiếp theo thì gặp ai đây? Trời ơi, có thanh niên level 84, không biết là có sẻng VIP không? Đừng nhá. Sợ lắm cơ. Cái mấy cái này gặp sẻng VIP là cứ sấp mặt lờ thôi. Khó chơi lắm. Và dạo này thì không biết là anh em kiếm đâu ra cây IS băng rất là nhiều. Và cây gì ta? Cây kiếm kỵ sĩ thì cũng được lôi vào đây chơi rất là nhiều. Chả hiểu luôn. Ảo loi. Thấy lại IS băng. Chém thương này. Thôi. Này thì nguy hiểm này. Ôi trời. Của tao. Thì mệnh.
ăn gì được. Ô nó còn tí máu. Ôi trời. Cắn thế. Còn tí máu thôi không ăn được. Đùa. Xẻng này, úi giời lại xẻng. Thế mèo là cái mồm mới nhắc xẻng là có xẻng ngay. Thắm thế à rồi, đây. Nghĩ gì? Đùa. Không xong rồi. Từ từ đã. Nếu mà đông quá thì cây này nó không chơi được. Mấy cây mà rộng rộng ấy. Mấy cây rộng rộng như IAS băng này. Hoặc là xẻng này. Quắm VIP này, quắm thường này. Mấy cái vũ khí mà chém được rộng ấy. Là những cái lúc mà đông đông thì dễ kiếm kill lắm. Còn cây này thì không lối thoát. Mấy còn cái cây này thì nó chỉ chém được một cái điểm tâm nhỏ nhỏ thôi, chứ nó không được chém được rộng. Thế nên ra nó rất là khắm. Còn chém thường thì mình không nói rồi. Tâm chém thường thì nó rộng hơn. Nó chém ngang mà. Ngang với lại dọc. Cây này thì chém zombie thì cứ bật chém thường lên thì tuyệt vời lắm. Cứ lách một phát thôi là đi 2-3 thằng à. Này thì nguy hiểm này. Cứ xây mong vào mặt tôi. Biết làm sao. Cầm cái này mà thông đi thôi. Gì đấy. Bình tĩnh. Ôi. Hết cả hồn. Nghĩ gì? Rồi tôi không xong rồi. Và đấy mà là vũ khí khác thì bạn đã nằm xuống lâu rồi. Lại xây đít vào mặt mình. Nguy hiểm này. Cứ xoay đít vào mặt tôi này. Ảo tưởng. Ất đùa. Mình chĩa vào người nó rồi không chết. Thật là VL. Lại đây. Úi xôi. Chém nhau như thần. Thằng kia ít máu rồi. Thằng kia ít máu. Úi xôi. Yếu máu cả hai thằng. Trời ơi. Tiếc thế. Thằng đấy yếu máu hai thằng rồi. Chỉ cần mình lách qua hai phát là chết cả hai luôn nè. Đây. Nãy bạn không chết được. Bây giờ cũng phải chết thôi. Kiểu gì cũng phải chết. Lại đây bạn ơi. Úi xôi. Ngáo thế này. Ngáo thế này cơ mà. Rồi té. Đồng thế này. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Nguy hiểm này. Nghĩ gì? Ăn tôi à? Lại đây. Lại đây. Úi xời. Vãi thật. Chém cơ đấy không dính. Nhiều lúc thì nó ảo lòi thì mình cũng chịu thôi. Tại vì mạng mẽo thì nó như shit ấy. Mà nói thẳng luôn là theo cái phong cách trẻ trâu đó là như cứt. Á đủ. Gì ấy. Úi dồi. À thằng này hết máu ấy. Đâu rồi? Úi dồi. Mới phát hiện hết máu thôi. Nó loạn quạng không thể phát hiện được nó ở đâu. Thật là VL. Đấy chơi điện thoại thì nó khác. Có loạn quạng cực luôn. Đấy chứ không như CFPC. CFPC hay lắm DM. Chém thường phải gọi là bá. Chém đặc biệt thì hơi bị khắm lợ. Tại vì nó chĩa vào một lỗ thì nó khó chơi. Nhưng cái phạm vi thì nó rộng hơn. Nhưng mình không nghĩ là nó rộng. Tại vì úi dồi ôi. Lại đây. Bơi hết vào đây. Mệnh. Tại vì cây này mình thấy nó chém rất là ngắn. Úi dồi. Khắm thế. Chĩa vào đầu không chết. Nghĩ gì? Rồi thôi không rồi. Không xong rồi. Cái thằng này chơi công thủ kinh quá. Mà chĩa vào người lại không chết. Rồi biết ngay mà. Không giết được nó rồi. Thế mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Rồi nó có cái tấm chặn đó không slip qua được kìa. Rồi bye bye anh em nha. Rồi nó đập chết 2-3 thằng. Kinh nha nhỏ. Ảo lôi. Xẻng kinh quá. Xẻng mà mất cảnh giác một cái là nó đập sấp mặt lở hết. Đây cuối trận nên không để ý thôi. Chứ bình thường nó khó đập giết người lắm. Để anh em cẩn thận mà.